Chào cô dì, chú bác cùng các anh chị và các bạn, luôn đồng hành cùng với mẫu nhà đẹp. Lời đầu tiên nhà đẹp trân trọng kính chúc mọi người toàn gia cát tường vạn sự bình yên. Hôm nay mẫu nhà vườn đẹp giới thiệu một mẫu nhà vườn cấp 4 nông thôn xu hướng thời 6.0. Để mọi người tham khảo, rồi chuẩn bị làm cho mình một ngôi nhà vườn như ý à. Dưới đây là một mẫu nhà vườn cấp 4 nông thôn ạ. Nếu bạn là một người yêu thích nhà vườn và đang tìm kiếm chủ đề về nhà vườn cấp 4 mái Thái ở nông thôn, thì đây là 5 tiêu chí của người yêu thích nhà vườn mà bạn có thể xem xét trong quá trình thiết kế và xây dựng. 1. Thoáng mát và đón gió. Khi thiết kế ngôi nhà, người yêu thích nhà vườn thường chú ý đến việc tạo khả năng thông gió và sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường để giữ cho không gian trong nhà luôn thoáng mát và đón gió. 2. Kết nối với thiên nhiên. Người yêu thích nhà vườn thường mong muốn tạo ra một không gian sống được kết nối với thiên nhiên xung quanh, các khu vườn xanh và những cảnh quan đẹp tự nhiên. 3. Tính tiện nghi và thoải mái. Với những người yêu thích nhà vườn, tiện nghi và sự thoải mái là yếu tố cần thiết khi thiết kế ngôi nhà. Họ thường tạo ra một không gian sống tiện nghi với các khu vực phòng ngủ, bếp, phòng khách, phòng tắm và không gian thư giãn. 4. Phù hợp với môi trường. Khi thiết kế và xây dựng một ngôi nhà vườn cấp 4 mái Thái ở nông thôn, người yêu thích nhà vườn thường sử dụng các vật liệu phù hợp với môi trường địa phương và cân nhắc đến sự thông thoáng cho không gian sống. 5. Tính thẩm mỹ và độc đáo. Đối với người yêu thích nhà vườn, tính thẩm mỹ và độc đáo của ngôi nhà là rất quan trọng. Họ thường tạo ra một kiến trúc và một phong cách nội thất độc đáo, phù hợp với cá tính và sở thích của mình. Nhà vườn cấp 4 với tính năng mới đó là cung cấp một không gian sống hiện đại với các tiện nghi và tính năng tiên tiến sau. 1. Phòng khách, được thiết kế rộng rãi, thoáng mát và được trang bị các tiện nghi hiện đại để cả gia đình có thể thư giãn, giải trí và gặp gỡ bạn bè. 2. Phòng ăn, vị trí được đặt kế sát khu vực bếp nấu để thuận tiện trong việc chuẩn bị, ăn uống và họp mặt thông qua những bữa tiệc gia đình hay duy nhát. 3. Phòng bếp nấu, khu vực đầy đủ các trang thiết bị hiện đại và tiện nghi để bạn có thể chuẩn bị và nấu các món ăn ngon cho gia đình. 4. Phòng ngủ, nhà vườn cấp 4 này có 4 phòng ngủ được thiết kế đẹp và rộng rãi, với vệ sinh khép kín, mang lại sự riêng tư tốt nhất cho cả gia đình. 5. Vệ sinh công cộng, có một vệ sinh công cộng để khách đến thăm và sử dụng. 6. Phòng karaoke, một không gian giải trí riêng, giúp bạn và gia đình có những giây phút giải trí sảng khoái và đầy niềm vui. 7. Sân vườn, với khu vườn rộng rãi, được trang trí và trồng các loại cây cảnh, mang lại cảm giác thoải mái và thư giãn cho cả gia đình. Tóm lại, với tiện nghi ngoại thất sân đẹp và không gian sống hiện đại, nhà vườn cấp 4 này là một lựa chọn tuyệt vời để đưa vào cuộc sống của bạn và gia đình. Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho khu nhà sân vườn là một hệ thống chuyên dụng để đảm bảo khả năng kiểm soát và xử lý cháy nhanh chóng đối với một khu vực cụ thể. Hệ thống này được thiết kế với những tính năng sau để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong trường hợp khẩn cấp. 1. Máy bơm phòng cháy chữa cháy. Máy bơm phòng cháy chữa cháy là một thành phần không thể thiếu của hệ thống phòng cháy chữa cháy. Máy bơm được thiết kế để cung cấp áp lực nước đủ mạnh để đánh dập và kiểm soát cháy. Nó đảm bảo rằng nước được cung cấp đến các bình chữa cháy một cách đầy đủ và nhanh chóng để đánh dập cháy. 2. Nhà điện có mái pin năng lượng mặt trời. Điều này giúp giảm chi phí hoạt động hệ thống, đồng thời giúp bảo vệ môi trường hơn bằng cách sử dụng nguồn năng lượng sạch từ ánh nắng mặt trời để hoạt động hệ thống. 3. Tinh chỉnh điện lưới khép kín thông minh. Hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng được tích hợp với một hệ thống điện thông minh, giúp tăng hiệu quả và an toàn cho hệ thống trong trường hợp khẩn cấp qua hệ thống camera khép kín với còi báo động cấu hình thông minh tin cậy để kịp thời khi sự cố xảy ra. 4. Bình chữa cháy di động. Đây là một phần quan trọng của hệ thống phòng cháy chữa cháy và được thiết kế để di chuyển dễ dàng và sử dụng linh hoạt trong trường hợp khẩn cấp. Đây là điều mỗi căn nhà chúng ta không thể bỏ qua. Chúng ta cần phải thiết lập một hệ thống PCCC chuẩn chất lượng cao để gia đình sử dụng. Hệ thống này luôn luôn được bảo trì máy móc thiết bị điện thường xuyên, để đáp ứng nhu cầu cho việc sử dụng. 5. 5 yếu tố quan trọng. Hệ thống phòng cháy chữa cháy còn được trang bị với 5 yếu tố quan trọng bao gồm nước, bình chữa cháy, đường ống dẫn nước, hệ thống báo động và kế hoạch phòng cháy chữa cháy. Các yếu tố này đảm bảo hệ thống luôn được trang bị và chuẩn bị tốt nhất để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Tóm lại, hệ thống phòng cháy chữa cháy cho khu nhà sân vườn được thiết kế với những tính năng và yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu quả và an toàn trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời giúp giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Hệ thống camera giám sát là một phương tiện hiệu quả để đảm bảo an ninh khu vực nhà vườn.
Một hệ thống camera giám sát được thiết kế đúng cách sẽ giúp người sử dụng đưa ra quyết định nhanh chóng đối với những tình huống có thể xảy ra. Để đảm bảo an ninh tốt nhất cho khu nhà sân vườn, hệ thống camera giám sát cần có những tính năng và thiết bị sau. 1. Camera chiếu sáng ban đêm. Camera chiếu sáng ban đêm giúp cung cấp hình ảnh rõ ràng trong điều kiện thiếu ánh sáng. Điều này đảm bảo rằng hệ thống camera giám sát luôn hoạt động hiệu quả bất kể thời gian trong ngày. 2. Ống kính rộng. Camera được thiết kế với ống kính rộng giúp giám sát được một phạm vi lớn hơn, từ đó giảm thiểu sự cố mất cắp hay xâm nhập. 3. Độ phân giải cao. Độ phân giải cao giúp bắt được các thông tin chi tiết, từ đó giúp bạn phân tích hình ảnh chính xác hơn. 4. Thiết bị lưu trữ dữ liệu. Hệ thống camera giám sát cần thiết lập đúng thiết bị lưu trữ dữ liệu để đáp ứng yêu cầu bảo mật và lưu trữ dữ liệu dài hạn. 5. Tính năng xem từ xa. Tính năng xem camera từ xa giúp người sử dụng xem lại và kiểm tra các hoạt động xảy ra tại khu vực nhà vườn từ bất kỳ đâu. Ngoài ra, để đảm bảo an ninh tốt nhất cho khu nhà sân vườn, hệ thống camera giám sát cần được lắp đặt và vận hành đúng cách. Người sử dụng cần phải đảm bảo rằng hệ thống được kiểm tra và bảo trì định kỳ để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của hệ thống. Mẫu nhà đẹp trân trọng cảm ơn cô dì chú bác và các anh chị cùng các bạn đã tới xem video mẫu nhà vườn cấp 4 nông thôn ạ.